Mời bà con và quý khán giả cùng đến với chương trình Bạn nhà nông của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa bà con và quý khán giả, Đồng Nai là tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi, trong đó riêng về đàn bò được phát triển khá mạnh. Tuy nhiên do tập quán cũng như kỹ thuật, việc phát triển loại gia súc lớn này theo hướng có hiệu quả như hướng thịt, hướng sữa còn chậm. Đến khi phong trào sinh hóa đàn bò được phát động đã tạo nên sự chuyển biến tốt với người chăn nuôi. Các giống bò Redman, bò Lysin đã cùng đứng chân với giống bò vàng địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng đàn gia súc lớn. Từ năm 2014, Trung tâm Khuyến Nông Đồng Nai đã đưa giống bò ba b của Bỉ đến với bà con, nhất là bà con ở huyện Vĩnh Cửu. Với mong muốn phát triển đàn bò cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả cho bà con nông dân. Bên cạnh giống bò phổ biến là bò vàng hay còn gọi là bò cốc, có trọng lượng nhỏ, giá trị kinh tế thấp, thì khoảng 2 năm trở lại đây, người nông dân ở Đồng Nai đã được biết đến giống bò 3B. Đây là giống bò mới có nguồn gốc nhập ngoại, được người chăn nuôi đón nhận bởi những đặc điểm nổi trội. Bò Plan Bluepen hay còn gọi là bò 3B là giống bò siêu thịt hàng đầu của thế giới, được tạo ra từ nhiều giống bò địa phương của Mỹ với giống bò thon, Đây là giống bò thịt đặc biệt có cơ bắp phát triển siêu trội, ngoại hình đẹp, khả năng sử dụng thức ăn tốt, thịt thơm ngon. Theo đó, bò thuần 3B có những đặc điểm sau. Trọng lượng sơ sinh bình quân 44 kg một con. Một năm tuổi đạt trọng lượng khoảng 500 kg. Trọng lượng trưởng thành, bò đực từ 1.100 đến 1.250 kg một con, có trường hợp đạt 1.400 kg một con. Bò cái chữa lứa đầu nặng từ 700 đến 750 kg một con, con cái trưởng thành nặng 850 đến 900 kg một con. Tuổi đẻ lứa đầu trung bình là 32 tháng, thời gian mang thai 280 ngày, tỷ lệ đẻ hàng năm 80%, khoảng cách lứa đẻ là 14 tháng, tỷ lệ thịt tinh trên thịt xẻ đạt 78%. Nhận thấy những ưu thế vượt trội của giống bò 3B, từ năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai đã triển khai công tác phối giống thử nghiệm bò 3B trên nền bò cái La đồng thời xây dựng một số mô hình khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của bê lai F1 3B trên địa bàn. Đến nay, qua công tác lai tạo, đã có gần 400 con bê lai F1 3B ra đời và phát triển khỏe mạnh tại các huyện như Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Long Khánh, Cẩm Mỹ và Vĩnh Cửu. Thực tế thì bò của Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai thì trước đây là cái loại bò vàng, bò cóc, cái, cái, cái trọng lượng nó nhỏ, thì sau này cái chương trình mà cải tạo đàn bò của tỉnh Đồng Nai thì bây giờ là chủ yếu cái đàn bò của tỉnh Đồng Nai là cái lai sinh à, thì khoảng 90% còn lại là bò sữa à, thì cơ bản rồi sau đây mới nhất thì là để tăng cái chất lượng mà cái, cái thịt của bò thịt thì trung tâm khuyến nông có cái chủ trương là đưa cái giống bò ba b vào cái giống bò này của của bị thì tương đối thì nó à, chúng ta nhìn qua hình ảnh thì thấy cái phát triển nó rất là tốt và nó phù hợp cái tỷ lệ thịt trẻ cũng rất là cao so với cái, cái bò vàng của chúng ta à, thì là cái cái chương trình này sẽ được khuyến khích những người nông dân làm những cái mô hình trong các à, quyền của tỉnh Đồng Nai. Bò lai 3B có 3 màu chính là trắng, trắng loang xanh và trắng loang đen. Các nghiên cứu sau đó cho thấy, đây là giống bò phù hợp với điều kiện khí hậu của Đồng Nai, bò khỏe, dễ nuôi, khả năng sử dụng thức ăn tốt, sức đề kháng cao, tỷ lệ bệnh tật thấp. Nguồn thức ăn và điều kiện chăm sóc như các giống bò địa phương. Bò Lai 3B có cơ bắp phát triển, ngoại hình đẹp, thịt được đánh giá là thơm ngon. Đặc biệt, tỷ lệ thịt xẻ bò 3B cao, đạt hơn 60%, trong khi các giống bò khác chỉ đạt từ 38 đến 40%. với những ưu thế vượt trội mà bò 3B mang lại. Từ năm 2016, trạm khuyến nông Vĩnh Cửu triển khai công tác phối 5 liều tinh giống bò 3B thử nghiệm trên nền bò cái lai xin để lai tạo với các giống bò địa phương nhằm nâng cao hiệu quả cho người chăn nuôi. Tiêu chuẩn bò mẹ phải đạt khối lượng từ 270 kg trở lên ở lứa đẻ thứ hai đến thứ năm. Hiện nay số bê lai đã sinh ra là một con với khối lượng sơ sinh là 30 kg tại thời điểm đoàn đến tham quan, Bê Lai 24 ngày tuổi, nặng gần 70 kg, sức khỏe tốt và rất phàm ăn. Còn Bê Lai 3B đầu tiên ở xã Thiện Tân được chủ hộ là ông Huỳnh Bá Cường cho phối giống từ tháng 9 năm 2016. Nhận thấy đây là giống bò mới, rất màu lớn, chất lượng thịt ngon, được thương lái tìm mua, nên ông Huỳnh Bá Cường quyết định nhân giống và sẽ phát triển đàn trong thời gian tới à, giống là bò bê này á, là cái cần, cần, mấy anh bên trung tâm hướng nông á à, mà anh đến anh hướng dẫn tôi rồi mà anh cũng cũng như là hỗ trợ cái, cảm cám tinh này nọ đặng mình phối ra đặng anh bò bê bạ, bự lắm mà khi mà đẻ ra thấy bự thiệt đúng là bò thấy thì cái cái nguồn ra tương đối ổn định nó, nó không có bị bắt bên như là heo hay hoặc gà vịt à, nhưng mà con cái nó bò thì thời gian hơi kéo dài một chút một lứa bò có thể kéo dài từ lúc mình nhỏ đến khi mình xuất chuồng khoảng 22 năm. À, vậy thôi chứ đầu ra cũng tương đối ổn định. Gắn bó với nghề chăn nuôi đã 7 năm nay, hiện tại ông Huỳnh Bá Cường có đàn bò gần chục con với đủ giống bò, bao gồm bò cọp của Mỹ, siêu xám của Pháp, limousine của Anh và bò lysin của Ấn Độ. Mỗi lứa xuất chuồng, gia đình ông thu về trên dưới 80 triệu đồng. Đây là khoản thu không nhỏ, giúp cuộc sống gia đình ông Huỳnh Bá Cường ngày càng ổn định hơn so với trước đây, chỉ đơn thuần là trồng lúa. Nhờ biết tận dụng nguồn sâm rạ sau thu hoạch và nguồn cỏ sẵn có ở địa phương, ông Huỳnh Bá Cường cần mẫn chăn đuôi để có điều kiện lo cho gia đình và hai con ăn học đến nơi, đến chốn. Nhận thấy giá trị kinh tế mà nghề chăn nuôi bò, đặc biệt là các giống bò mới mang lại cho các nông hộ, Trạm khuyến nông Vĩnh Cửu đã tổ chức hội thảo mô hình chăn nuôi bò 3B nhằm thông tin rộng rãi giúp bà con ở Vĩnh Cửu biết đến giống bò lai 3B để áp dụng mang lại hiệu quả cao trong chăn nuôi. Ông Lê Minh Chí, Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông Đồng Nai và gần 80 bà con ở 12 xã thị trấn của huyện Vĩnh Cửu đã đến tham dự hội thảo và tham quan mô hình trình diễn chăn nuôi bò lai 3B của chủ hộ là ông Huỳnh Bá Cường. Theo nhiều bà con đến tham quan cho biết, bò lai 3B là giống bò mới nhưng có sức hút rất lớn với người chăn nuôi bởi tầm vóc cao lớn và giá trị kinh tế mà nó mang lại. Cái giống bò 3B này đây thì đây cũng là mô hình nhân tạo giống đầu tiên tại trên Bà đoàn Nguyễn Củ. Thì trước mắt thì cái giống bò thì tốt thì có thể về địa phương thì cũng có thể là nhân rộng một hai cái điểm nào đó thí điểm cái mô hình để nếu mà cái giống bò này đạt năng suất hoặc là đạt yêu cầu thì chúng ta sẽ tiến hành nhân rộng cái giống bò 3B này. À, đến dự hội thảo hôm nay tôi cũng muốn là nhân giống bò 3B để phát triển đầy bò cho nó đạt hơn và đẹp hơn để tôi còn giới thiệu cho bà con để khu vực đó để làm giống bò này với sự tích cực, ham học hỏi của bà con, cộng với sự nhiệt tình hỗ trợ của trạm khuyến nông Vĩnh Cửu, mô hình bò lai 3B sẽ phát triển và ngày càng được nhân rộng trên địa bàn, mang lại giá trị kinh tế cho bà con. Theo ông Lê Minh Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai, dự kiến đến năm 2020 tổng đàn bò của tỉnh vào khoảng 85.000 con. Với số lượng này, rõ ràng chúng ta không những phát triển về số lượng mà còn phải nâng cao chất lượng đàn bò. Bởi vậy, đưa giống bò 3B vào đàn bò nền Xin là một bước đi mới được Trung tâm Khuyến nông Chú Trọng triển khai thì về riêng hai hai bảy thì cái chương trình mà hỗ trợ cho người nông dân về cái chiên về cái bò ba bê này thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các địa phương trong đó bốn mươi ba lớp vừa là hội thảo vừa là tập huấn trong đó là hai mươi sáu lớp là tập huấn cái bò ba bê này cho nông dân của các địa phương rồi về cái cái hỗ trợ về cái mô hình thì chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyển khoản cỡ như là bảy chục cái mô mô hình trình diễn về giống bò ba bê là trong trong đó có hỗ trợ về tinh tinh bò rồi cái cái cám và cái một số cái dụng cụ vật tư mà để chăn nuôi bò ba ba bê bên cạnh sự hỗ trợ từ trung tâm khuyến nông giúp bà con được tiếp cận với các giống bò mới huyện vĩnh cửu có nhiều thuận lợi để phát triển giống bò lai 3B trong thời gian tới thì chúng tôi được thuận lời là trung tâm khuyến nông luôn luôn ủng hộ các cái chế độ chính sách riêng cái quyết định năm hai của ủy ban dân tỉnh cũng hỗ trợ cho các cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có cái chương trình hỗ trợ cho cái việc phối tinh bò này thì một cái thuận lời thứ hai nữa trạm khuyến nông chúng tôi hiện nay có một cái phối tinh viên được đào tạo bài bản thì đây là một trong những cái cầu nối mà giống như là giúp cho cái chương trình trong tương lai sẽ phát triển mạnh hơn và bên cạnh đó thì trạm khuyến nông cũng như trung tâm khuyến nông luôn có cái cán bộ kỹ thuật để hướng dẫn bà con từng 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 mô hình. Còn riêng ở trạm chúng tôi thường tổ chức các cái lớp tập huấn hội thảo và tham quan. Riêng như cái buổi hôm nay là một buổi hôm tham quan người thật việc thật để cho bà con thấy đây đây là cái mô hình đầu tiên cho nên phần lớn các bà con đến tham dự hội thảo hôm nay đều đánh giá đây là một trong những cái hướng đi đúng và tương lai là sẽ cho những cái con bò thịt trong tương lai chất lượng cao và tỷ lệ rất là lớn. Theo thông tin từ trung tâm khuyến nông, số lượng B và bò lai 3B được thương lái săn lùng tìm mua vì đây là giống bò có tỷ lệ thịt sẽ cao, thịt thơm ngon nên đáp ứng được nhu cầu cắt khe của thị trường. Thì theo cái định hướng của Trung tâm Quy Nông hiện nay, thì mô hình bò sang b là một trong những cái mô hình mà cho cái sản lượng thịt cao nhất. Thì thật ra cái chương trình sinh hóa đàn mò thì trên địa bàn vùng triển khai từ lâu, nhưng mà cái mô hình bò chăn nuôi theo mô hình BBB này thì nó rất là mới mẻ. Do đó thì uh, trong cái định hướng lâu dài cũng như của ngành cũng như của địa phương thì chúng tôi sẽ cố gắng phát triển cái con bò mô hình này để, để cả nhiều người dân hưởng lợi. Với sự quan tâm hỗ trợ từ trung tâm khuyến nông, mô hình bò lai 3B được triển khai trên diện rộng sẽ tạo đoàn bẫy cho người dân mạnh dạng đầu tư cải tạo đàn bò theo hướng thịt, tăng thu nhập trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng dần chủ động được nguồn cung thịt bò đáp ứng được nhu cầu còn thiếu trên thị trường